Hơn một năm qua, công ty du lịch SkySea chỉ có 3 người làm việc. Mọi chi phí đều phải cắt giảm tối đa. Họ chuyển văn phòng nhỏ hơn, điều hòa cũng chỉ dám bật một chiếc. Cố gắng cầm cự trong giai đoạn khó khăn chưa từng có này. Chúng tôi làm những cái visa đi nước ngoài hay là tour du lịch đi nước ngoài, hoặc là những đón những đoàn charter, đoàn khách từ nước ngoài về Việt Nam mình. Mà kể từ khi dịch là tháng 1 năm 2020 đến giờ thì hoàn toàn là không có làm được, thì công ty rơi vào tình trạng rất là khó khăn. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu khách quốc tế. Tới năm 2020, chỉ còn 3,8 triệu khách. 3 tháng đầu năm 2021, chỉ còn phần lớn là chuyên gia sang làm việc. Nhiều khách sạn đóng cửa, nhiều công ty phá sản, nhiều người mất việc. Tuy nhiên, kể từ khi lô vaccine đầu tiên về nước và chính phủ thành lập quỹ vaccine, nỗ lực để toàn dân được tiêm phòng COVID-19, thì những chính sách này đã có tác động tích cực đầu tiên tới thị trường du lịch. Hiện tại thì chúng tôi cũng nhận được một số cái thông tin từ bên nước ngoài, họ liên hệ để hỏi về chương trình tour. Họ cũng muốn chúng tôi báo giá trước cho họ để họ tham khảo, và tôi cũng cảm thấy vui. 2 năm gần đây là chúng tôi không thể đưa khách sang Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, khi có thông tin chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiêm vaccine cho người dân, thì đã có những cái vị khách đầu tiên đến để hỏi về tour du lịch. Thậm chí có người còn muốn đặt cọc để khi được phép nhập cảnh thì họ sẽ đi Việt Nam ngay. Ngày hôm kia, Nghị viện châu Âu thông qua chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID-19. Những người đã tiêm vaccine sẽ được đi lại khắp châu Âu và khu vực Schengen mùa hè này mà không phải xét nghiệm hay cách ly. Ít nhất 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm vaccine COVID-19. Đây là những tín hiệu tích cực đầu tiên cho ngành du lịch phục hồi sau gần 2 năm ngủ đông.